Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo tin bão mới nhất, bão số 4 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào trưa hôm qua. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, cơn bão số 4 đã đổ bộ vào thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày hôm qua, với sức gió 85,8 km/h ở tâm bão, khiến 35.000 người dân địa phương đã phải sơ tán. Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, từ 14 giờ ngày hôm qua đến 14 giờ ngày hôm nay, các khu vực Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông sẽ hứng chịu những trận mưa như chút nước với lượng mưa 250mm, 350mm. Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để kiểm soát lũ lụt, đồng thời cử một đội công tác đến Quảng Đông để hướng dẫn công tác phòng chống bão tại địa phương. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp. Trong đó cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Cũng theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, dự báo trong những ngày tới lượng mưa lớn và dông sẽ tấn công một số khu vực phía nam sông Dương Tử và ở phía nam Trung Quốc. Bão số 4 sẽ suy yếu dần sau khi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc và sau đó di chuyển ra biển từ phía đông Phúc Kiến vào đêm mai. Thưa quý vị, rạng sáng ngày hôm qua, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở huyện Đan Ba, Châu Tự Trị Dân Tộc Tạ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Rất nhiều cư dân mạng đã đăng tải đoạn video về trận lũ lụt kinh hoàng này. Nước lũ lao tới, rất nhanh đã nuốt trôi nhiều ngôi làng trên đường mà lũ đi qua và một số ngôi làng đã biến mất trong nháy mắt. Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông Bắc Kinh, vào rạng sáng ngày hôm qua, tại Mai Long Câu, thị trấn Bàn Phiến Môn, huyện Đan Ba, Châu Tự Trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, do đất đá đổ từ trên núi xuống chặn đứng dòng sông Tiêu Kim Xuyên nên đã hình thành một đập nước. Từ thông tin của Ban Tuyên giáo của Đảng ủy quận Đan Ba, Châu Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên cho biết, các đập nước bị vỡ và tràn ra hướng xuống hạ lưu, nhấn chìm và phá hủy những ngôi nhà trong thôn và trạm phát điện. Hiện tại, hơn 25.000 người đã được sơ tán và di chuyển đến khu vực an toàn. Dương Hoa, một người dân ở Mai Long Câu nói rằng, trận lở đất xảy ra vào lúc 3 hoặc 4 giờ sáng, khi anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hô hào của người dân trong làng rằng đã xảy ra một vụ lở đất, người dân trong làng nhắc nhở nhau kịp thời di tản. Sau đó, lở đất dẫn đến đập nước bị phá hủy và gây ngập lụt cho ngôi làng. Đoạn video tại hiện trường cho thấy, vụ lở đất xảy ra ở một ngọn núi cây cối mọc um tùm. Hầu hết các ngôi nhà ở vùng núi hẻo lánh đã bị nước bùn và đá tàn phá. Ngoài Mai Long Câu ra, các ngôi làng ở vùng hạ lưu của sông Tiêu Kim Xuyên cũng chịu thảm họa bởi vỡ đập nước. Các nhân viên công tác của Ban Tuyên giáo huyện Đan Ba nói rằng, đập chắn nước khiến các con đường trong khu vực làng Thủy Loan bị gián đoạn và một vụ lở đất xảy ra tại làng An Nương Trại của làng Thủy Loan. Đến 12 giờ ngày thứ Năm, đập tại Mai Long Câu về cơ bản đã ổn định, nhưng nước lại bắt đầu tràn ra, nước sông đánh vào vùng hạ lưu, con sông gần làng An Nương Câu đã cuốn trôi những ngôi nhà và phá hủy con đường của làng. Ngoài ra, các cơ sở như nhà cửa, giao thông, điện lực cùng các phương tiện truyền thông liên lạc trong khu vực đều bị hư hại ở mức độ khác nhau. Tổng chiều dài đường bị xói mòn vào khoảng 1,7 km, nhà máy điện Mai Long Câu bị phá hủy, còn nhà máy điện Nương Câu cũng đang gặp nguy hiểm. Đoạn video được rất nhiều cư dân mạng đăng tải khiến người xem phải thất kinh. Nước lũ khổng lồ từ thượng lưu lao nhanh xuống đến mức một số ngôi làng lớn đã biến mất trong nháy mắt. Mà từ đỉnh núi đất đá đột nhiên đổ xuống nuốt chửng và chôn vùi nhiều ngôi làng. Cho tới bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết khi vẫn còn đang ngủ. Dưới đây là một số video được đăng tải bởi cư dân mạng sau khi thảm họa qua đi. Vào lúc 3 giờ 40 phút sáng ngày hôm qua, vỡ đập ở tỉnh Tứ Xuyên, lũ lớn đến mức hai ngôi làng biến mất ngay tức khắc. Hơn 25.000 người khác đã được di dời, tuy nhiên có hai người bị mất liên lạc. Ở các tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Một trận lở đất đá đã xảy ra ở huyện Đan Ba, tỉnh Tứ Xuyên, khiến các ngôi làng trong vùng sâu bị chôn vùi. Hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người dân đã chết. Theo thống kê, vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở 13 nơi của khu vực huyện Đan Ba, phá hủy 22 km đường xá và 30 km sông ngòi. Hầu hết các loại hoa màu và cây trồng của dân làng đã hoàn toàn bị tàn phá.
đập nước ở Đan Ba Tứ Xuyên vỡ khiến cho nước lao xuống phá hủy các ngôi làng trên đường nơi lũ quét qua. Nhiều ngôi làng gần như bị san phẳng. Trong số đó, ở A Nương Câu, châu tự trị dân tộc Tạng Căm Tư, tỉnh Tứ Xuyên, chỉ còn lại 15 ngôi nhà trong toàn bộ ngôi làng sau khi lũ qua đi. Tuy nhiên, đối với một thảm họa nghiêm trọng như vậy, tất cả các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt. Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường nói rằng nhiều người bị mắc kẹt trong nhà của các ngôi làng bị ngập lụt, 14 người trong số họ đã được giải cứu thành công, còn 2 người khác thì bị mất liên lạc. Đáp lại, một số cư dân mạng đã đăng tải một đoạn video tiết lộ vào ngày 18 rằng thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ngập lụt. Các phương tiện truyền thông của chính quyền địa phương đã huy động gần như toàn bộ lực lượng và hàng trăm phóng viên đi theo để chụp những bức ảnh cái gọi là truyền năng lượng tích cực. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của người dân ở các khu vực bị thiên tai thì lại bị bỏ qua. Quý vị thân mến, thiệt hại lũ lụt ở tỉnh Hà Nam tăng chóng mặt khiến Trung Quốc phải mở cuộc điều tra toàn diện. Vừa qua, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc thành lập nhóm đặc trách để điều tra đợt mưa bão, lũ lụt kỷ lục khiến hơn 300 người thiệt mạng và gây ra thiệt hại lớn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Nhóm sẽ thực hiện một cuộc điều tra toàn diện, khoa học và trung thực về ứng phó thiên tai để đúc kết kinh nghiệm cho tương lai và trừng phạt bất kỳ trường hợp nào lơ là nhiệm vụ. Các chuyên gia nói rằng một cuộc điều tra đáng tin cậy là rất quan trọng để trả lời câu hỏi của người dân và xây dựng lại uy tín của chính quyền địa phương. Hoàn Cầu Thời báo dẫn thông tin của chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết trong cuộc họp báo hôm vừa qua rằng số người chết đã tăng vọt lên hơn 300 người, cùng 70 người mất tích kể từ khi mưa trút và lũ lụt xảy ra ở tỉnh vào giữa tháng này. Thủ phủ Trịnh Châu chịu thương vong cao nhất với gần 300 người, hơn 50 người mất tích, trong số đó 190 người chết do lũ lụt, hơn 50 người thiệt mạng do nhà sập và 39 người thiệt mạng do đất. Trong số các trường hợp tử vong, vụ ngập lụt ở một đoàn tàu điện ngầm khiến 20 người thiệt mạng và vụ ngập lụt ở đường hầm Bắc Kinh Quảng Châu khiến gần 10 người thiệt mạng đã nhận được nhiều sự chú ý nhất. Sau thảm họa, một số người đặt câu hỏi liệu dự báo thời tiết, dự báo mưa bão có được chú ý đầy đủ hay không và liệu ứng phó thiên tai có thể được xử lý tốt hơn để có thể tránh được một số trường hợp tử vong hay không. Chủ tịch tỉnh Hà Nam, ông Vương Khải cho biết tại cuộc họp báo rằng lũ lụt là một thử thách lớn và cho thấy sự thiếu sót trong quản lý, đồng thời cam kết sẽ rút ra bài học từ thảm họa và tăng cường kiểm soát lũ lụt và quản lý đô thị. Thảm họa mưa bão, lũ lụt ở Hà Nam được cho là một trong những sự cố chết người nhiều nhất do thiên tai gây ra trong những năm gần đây. Sau khi tàu du lịch Eastern Star bị lật chìm ở sông Dương Tử khiến gần 400 người chết và hơn 50 người mất tích. Các báo cáo điều tra dự kiến sẽ bao gồm toàn bộ quá trình ứng phó với thảm họa như cảnh báo trước, lập kế hoạch khẩn cấp và các biện pháp ứng phó, cũng như đề cập đến các trường hợp tử vong trong không gian ngầm. Vấn đề được công chúng quan tâm nhất, nước đã làm ngập tuyến số 5 của tàu điện ngầm Trịnh Châu, một trong những tuyến tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thành phố, buộc tàu phải dừng giữa ga đường Saku và ga Haitani. Hơn 500 hành khách trên tàu bị mắc kẹt trong vùng nước ngập đến cổ trong gần 4 giờ đồng hồ, hơn 10 người chết sau khi mưa xối xả làm ngập tàu điện ngầm. Thảm họa bất ngờ nhắc nhở rằng không nên đánh giá thấp những thảm họa thiên nhiên mà chúng ta hiếm khi trải qua và cũng không nên đánh giá thấp các cuộc diễn tập liên quan cũng như phản ứng nhanh để giảm thiểu thương vong và thiệt hại. Giáo sư Họ Trương từ Đại học Bắc Kinh nói với Hoàn Cầu Thời báo. Mã Tuấn, Giám đốc Viện các vấn đề công cộng và môi trường có trụ sở tại Bắc Kinh nói rằng lũ lụt ở Hà Nam đã bộc lộ những sơ hở trong quản lý hành chính, xây dựng cũng như kiểm soát lũ lụt. Suy ngẫm cho tương lai, các thành phố khác ngoài Trịnh Châu cũng bị thương vong trong bối cảnh đô thị ngập úng. Thành phố Tân Hương ở phía bắc Trịnh Châu trên bờ bên kia sông Hoàng Hà, nơi một số ngôi làng vẫn còn bị ngập lụt, đã ghi nhận 17 người chết và 9 người mất tích, 2 người chết ở thành phố Bình Định Sơn và 1 người chết ở thành phố Lạc Hà. Khoảng 16,7 triệu người tại 158 quận ở Hà Nam đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Trong đó, 1,86 triệu người phải sơ tán, khoảng hơn 90.000 ngôi nhà bị sập và 1,35 triệu hectare đất canh tác bị ảnh hưởng. Trong đó, 295 hectare bị tàn phá hoàn toàn. Thiệt hại kinh tế trực tiếp từ các trận mưa như trút nước, lũ lụt và ngập lụt lên tới 119,1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 22,7 tỷ đô la Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng Hà Nam nơi thường xuyên bị hạn hán trong quá khứ không có nhiều kinh nghiệm đối phó với lũ lụt bất ngờ và những trận mưa như trút nước như một số thành phố miền Nam Trung Quốc.
nhưng những nghi ngờ của cư dân mạng đã khiến chính phủ phải đưa ra câu trả lời. Các cảnh báo đã được chuyển đến người dân đầy đủ chưa? Hệ thống giao thông có bị đình chỉ kịp thời không? Các kế hoạch khẩn cấp cho hệ thống ngầm có được thiết kế tốt không? Thành phố bọt biển với vốn đầu tư khổng lồ có phát huy tối đa công suất không? Chính quyền Trịnh Châu có thể phải đưa ra câu trả lời. Ông Gao nói, nhấn mạnh rằng những phản ánh này rất cần thiết cho những cải tiến trong tương lai. Cuộc điều tra về sự cố chưa từng có do mưa bão, lũ lụt gây ra phải thực tế, có hệ thống và toàn diện, đồng thời trả lời chi tiết các câu hỏi chính mà công chúng đưa ra. Vương Hồng Vĩ, giáo sư trường Chính sách và Hành chính công, Đại học Nhân dân Trung Quốc nói với Hoàn cầu Thời báo. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp đã nâng chuẩn kiểm soát lên cấp lũ lụt 100 năm có 1. Đập Tam Hiệp nâng tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt Trung Quốc từ cấp độ 10 năm có 1 lên lũ lụt 100 năm có 1. Hoàn cầu Thời báo cho hay, sau đợt mưa bão và lũ lụt kỷ lục làm ít nhất hơn 300 người chết và gây thiệt hại lớn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, các đội vận hành và quản lý của các dự án cấp nước khác nhau ở Trung Quốc đã và đang thực hiện cách tiếp cận kỷ luật hơn để đảm bảo hoạt động an toàn. Tương kế, Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cát Châu Bá nói với Hoàn cầu Thời báo, việc một số đập bị vỡ trong trận lũ lụt ở Hà Nam đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với chúng tôi. Ông Tương Kế chỉ ra rằng, trước khi mùa lũ đến, Tập đoàn Tam Hiệp đã tổ chức các cuộc họp điều phối kiểm soát lũ lụt cho khu vực dốc của đập Tam Hiệp, Cát Châu Bá, phát hành sổ tay mới về kiểm soát lũ lụt và tiến hành kiểm tra mục tiêu các bộ phận chính và thiết bị của đập, tăng cường dự trữ vật liệu chống lũ và diễn tập khẩn cấp. Với việc thành lập nhóm hồ chứa thượng nguồn sông Dương Tử, áp lực kiểm soát lũ trên lưu vực đang được giảm dần, nhưng ứng phó với thời tiết thiên tai đột ngột cục bộ vẫn là trọng tâm và khó khăn trong công việc của chúng tôi. Tương Kế nói và lưu ý rằng, một số đập ở Hà Nam bị vỡ trong các trận mưa lớn chủ yếu do nước dâng nhanh thấm qua các lỗ và khe hở của các con đập. Hiện tại, đập Tam Hiệp và đập Cát Châu Bá đã hoàn thành việc khôi phục các lỗ của đập và các rào chắn ở hạ lưu, đồng thời sử dụng các robot nạo vét tự phát triển để tăng cường dọn dẹp các vật thể trôi nổi gần các con đập nhằm tránh thiệt hại cho việc phát điện và giao thông đường thủy. Tính đến nay, hồ chứa đập Tam Hiệp đã dọn sạch khoảng 20.000 mét khối vật liệu nổi trong khu vực đập. Tương Kế cho biết, chúng tôi sẽ chủ động ứng phó với các giai đoạn kiểm soát lũ lụt quan trọng thường kéo dài đến cuối tháng 10, đảm bảo việc kiểm soát tích trữ lũ có trật tự trên khắp các hồ chứa, bên cạnh việc tích hợp quản lý tài nguyên nước và hiệu quả phát điện. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.